lời tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 đúng tháng 7 âm lịch, năm Quý Mão 2023, bỗng nhận lộc trời ban, thần tài mở kho ban phát tài lộc, tiền vàng ngập két, giàu có nhất thiên hạ, nếu hữu duyên nghe được toàn bộ lá số tử vi này. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống này, bất cứ ai thì cuộc sống cũng sẽ có những lúc thăng trầm, nó như một con sóng thủy triều, lúc cao, lúc thấp, ai cũng từng chán nản, thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Vì đau đầu, vì quá nhiều vấn đề, bất luận với một cá thể nào, chỉ cần nằm trong guồng quay kiếp nhân sinh thì đều đang tiến về phía trước theo con đường xoắn ốc. Nhưng sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, hoặc là bạn kiểm soát cuộc sống, hoặc là cuộc sống kiểm soát lại bạn. Và người khôn ngoan ắt hiểu rằng, vận thế luôn không ngừng thay đổi, lúc thịnh, lúc suy, lúc vượng, lúc phát. Nhưng nếu biết nắm bắt cơ hội và những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn sẽ mang về chiến lợi phẩm bất ngờ. Thầy tử vi tiết lộ rằng, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023, người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, là con giáp khổ tận cam lai. Đầu năm khó khăn vất vả bao nhiêu, thì từ tháng 7 âm lịch trở đi, sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp, vừa giàu có lại nhàn hạ trăm bề, phước đức đủ đầy, mọi khổ cực đều tan biến, thay vào đó là sự an yên, sống hạnh phúc viên mãn cho đến cuối cuộc đời. Vậy, để biết được vận trình cụ thể tháng 7 âm lịch này của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, sẽ diễn biến như thế nào, vận may trong tháng là gì? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tổng quan tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người, họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi được mọi người xung quanh quý mến tôn trọng, nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuổi Tân Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng, họ dễ xúc động với những khó khăn bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của tuổi Tân Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất cứ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những cái lười biếng, chỉ biết hưởng thụ mà đơn giản. Tuổi Tân Hợi luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết, trong con mắt của mọi người xung quanh. Tuổi Tân Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng, họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo ai, mặc dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Tân Hợi, họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tuổi Tân Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng chính điều lành, bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Tân Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy, tuổi Tân Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ, vụ lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thật thà, chân thành, giúp tuổi Tân Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, đi đến đâu tuổi Tân Hợi lại có người yêu quý ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng, những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, vô trương, ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè. Bình thường tuổi Tân Hợi là những người không thích tranh chấp, đôi co với người khác, nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và tuổi Tân Hợi sẽ không thù hận để bụng bất kỳ điều gì. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Tân Hợi, họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, rắc rối hay buồn phiền. Và dường như những người tuổi Tân Hợi dù là nam hay nữ đều không có khái niệm nguyên tắc sống. Bởi vậy, họ vô tư thoải mái làm những điều mình thích mà không cần đắn đo suy nghĩ. Những người này không chỉ có tấm lòng vị tha, trái tim nhân hậu, mà họ còn là những người vô cùng phóng khoáng, rộng rãi. Bởi vậy, họ luôn cố gắng giúp đỡ những người khó khăn, thậm chí chia sẻ tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Tuổi Tân Hợi là những con người đầy năng động, sáng tạo và nhiệt tình, họ sẽ không bao giờ vắng mặt trong những buổi họp giao lưu, gặp mặt, tham gia công tác xã hội và những hoạt động tập thể,
giúp họ thư giãn thoải mái và hoàn thiện bản thân mình hơn. Phụ nữ tuổi Tân Hợi sẽ là mẫu người lý tưởng đáng mong đợi của nhiều chàng trai. Họ vừa dịu dàng đoan trang, vừa là những người phụ nữ mạnh mẽ của thời đại. Khi đã kết hôn, cô nàng tuổi Tân Hợi sẽ hết lòng chăm lo cho cuộc sống của chồng con và mái ấm gia đình. Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để những người thân trong gia đình mình được sung sướng đầy đủ. Tuy nhiên, với tính cách rộng rãi, phóng khoáng, những cô nàng này lại không giỏi trong cách quản lý tài sản, chi tiêu tiền bạc. Tuổi Tân Hợi có cuộc sống an nhàn và lạc quan, họ luôn tươi cười, vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi Tân Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận cuộc đời tầm thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm, bởi thực chất tuổi Tân Hợi có sự thông minh và quyết đoán, họ chỉ đang chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn áp lực của công việc, có người nhăn nhó khó chịu, có người kêu ca chán nản. Tuổi Tân Hợi lại khác, họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn, thử thách, thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén giúp những người này vượt qua khó khăn. Tuổi Tân Hợi cảm thấy khó khăn trong việc nói lời từ chối giúp đỡ một ai đó, thậm chí trong những trường hợp vượt quá khả năng của mình, lời từ chối khiến họ vô cùng áy náy, có lỗi. Khi làm việc tập thể những sai lầm người khác trốn tránh không thừa nhận, thì tuổi Tân Hợi lại dũng cảm trách nhiệm về mình, họ xứng đáng là một tấm gương sáng để được mọi người ca ngợi, học tập. Tuổi Tân Hợi dễ dàng trao niềm tin của mình cho bất kỳ ai, dù là những người mới gặp gỡ. Sự cả tin ấy đôi lúc khiến họ vấp phải những sai lầm thất bại trong cuộc sống. Khi ấy, tuổi Tân Hợi thường đổ lỗi cho số phận tỏ ra bất cần và chán nản. Trạng thái khủng hoảng nhất xảy ra khi họ phát hiện người mình đã từng tin tưởng lại lừa gạt, lợi dụng và hãm hại mình. Người tuổi Tân Hợi thích được hưởng thụ và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống. Họ có nhiều thói quen và thú vui của bản thân mình, ví dụ, ăn đêm, uống rượu, đi du lịch, mua sắm. Không ít những người tuổi Tân Hợi thường xuyên duy trì những thói quen không tốt, điều đó khiến sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh, địa khắc kim khí, tàn tài khí. Theo tử vi tuổi Tân Hợi, vào đầu tháng cô hồn, có tứ hành xung xuất hiện trong tháng này, cho thấy con giáp tuổi Tân Hợi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi ra quyết định. Bạn thiếu đi sự tự tin vốn có, làm cái gì cũng có cảm giác không chắc chắn, lo sợ. Nguyệt lệnh tuyệt cho thấy, sau một thời gian dài nỗ lực mà không trở thành một người thành công, có sức ảnh hưởng đủ lớn như bạn từng mong muốn, khiến cho con giáp tuổi Tân Hợi có cảm giác mất phương hướng. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh không chung thủy sẽ gây ra những căng thẳng không hay, nhất là những ai lẳng lơ, sẽ chỉ càng khiến cho cơn ghen của đối phương ngày càng trở nên tệ hại hơn mà thôi. Công việc tháng này của bản mệnh không được tốt, có thể ban đầu bạn rất hào hứng, nhưng khi gặp khó khăn lại dễ nản lòng. Nhất là khi thấy tình hình cạnh tranh quá khốc liệt, là ngay lập tức bạn không muốn cố gắng nhiều thêm nữa. Bù lại nhờ thiên đức bảo hộ, nên người tuổi Tân Hợi vẫn có cơ hội để thăng tiến chức, phát tài, phát lộc. Tiền bạc của bạn đã nhiều hơn trước, tuy là không đạt được chỉ tiêu về con số bạn đề ra quá cao và khác xa so với năng lực hiện tại. Thay vì buồn thì hãy học hỏi, không ngừng trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nếu cảm thấy mất phương hướng thì có thể tìm tới một mô hình thành công mà bạn mong muốn và bắt chước theo, tránh việc làm sai rồi sửa, sẽ chỉ tốn thêm nhiều thời gian và công sức. Chi tiết, cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 7 năm 2023 tuổi Tân Hợi âm lịch, tam bích bay về phương Tây Nam, mệnh chủ dễ vướng vào những rắc rối. Nếu không cẩn thận, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn, hoặc dính dáng đến pháp luật hay kiện tụng nữa. Công việc của bạn tuy đã có chút thành quả, nhưng công sức bạn bỏ ra quá lớn, chưa tương xứng với nỗ lực của bạn suốt nhiều năm qua. Đã đến lúc bạn cần chỉnh lại một thời gian để thoát ra khỏi sự bận rộn, tìm cách để làm việc thông minh hơn, không nhất thiết phải tốn quá nhiều sức lực hay tiền bạc. Người có năng lực cũng không thể đảm bảo rằng bạn luôn thành công, hãy học hỏi người đi trước và học tập từ mô hình nào mà bạn thấy phù hợp với mình nhất. Thời gian tháng cô hồn này rất phù hợp để bạn tiếp tục học tập và thực hành những gì được học vào thực tế.
Khi năng lực được cải thiện thì mọi việc sẽ lập tức hành thông, không còn chỗ cho cảm giác thiếu tự tin hay mông lung nữa. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 7 2023 của 12 con giáp âm lịch cho thấy thiên tài ghé thăm mang lại cơ hội gia tăng tài sản cho con giáp tuổi Tân Hợi. Với nguồn thu trong 6 tháng đầu năm, bạn đã có được một khoản tiền kha khá. Nếu mua nhà, mua xe lúc này thì cũng nên cân nhắc ưu và nhược điểm của nó trước khi ra quyết định bạn nhé. Mục tiêu tài chính của bạn thực ra chưa được hoàn thành, nhưng đã thực sự khởi sắc và cho thấy rằng bạn đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, bạn nên điều chỉnh kế hoạch tiền bạc một chút để cho thấy rằng bạn còn có thể vượt xa con số hiện tại. Bạn đủ năng lực nhưng chỉ là lâu nay bạn đang giới hạn khả năng của mình mà thôi. Không ít khi con giáp tuổi Tân Hợi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, có xu hướng tìm chỗ nào đó để vui chơi và quên áp lực. Việc chuyển sự chú ý của mình vào chỗ khác khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, nhớ giới hạn số tiền được tiêu cho các cuộc vui của mình nếu không muốn rơi vào tình trạng thiếu thốn như trước đây. Về mặt tình cảm, gia đạo, tử vi tuổi Tân Hợi tháng 7 âm lịch năm 2023 chỉ ra rằng phương diện gia đạo của con giáp Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Quý Mão có khá nhiều tin vui. Các thành viên hòa hảo, tôn trọng nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Vận trình tình cảm diễn ra khá êm đềm, lịch trình của bạn khá bận rộn, nhưng may mắn có được sự thấu hiểu của một nửa, nên không có điều gì quá rắc rối xảy ra. Trong các cuộc bàn bạc lấy ý kiến của mọi người, bản mệnh đừng cố chấp, có thể do mệnh có bệnh, nên con giáp tuổi Quý Mão dễ giận hơn và thiếu đi sự lắng nghe. Tuy nhiên, nếu người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé, họ nhường cho bạn là vì họ quý trọng mối quan hệ giữa hai người, chứ không phải vì họ sai. Những cặp đôi lúc này rất biết cách để cân bằng lại cuộc sống, nhiều người có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình. Dù bận rộn nhưng bạn vẫn sắp xếp công việc để tách biệt với cuộc sống riêng của mình. Về mặt sức khỏe, bước sang tháng mới, thiên nguyệt hung tinh cho thấy người tuổi Tân Hợi đang trải qua giai đoạn rất áp lực. Bạn thường xuyên cảm thấy lo lắng, nhiều đêm mất ngủ, gây bất lợi cho sức khỏe. Cơ thể yếu nhượng một phần vì bạn bỏ bê việc tập luyện để theo đuổi kế hoạch trong công việc. Đó là lý do tháng này bản mệnh rất dễ ốm đau, bệnh tật. Nếu có thể cân đối lại thời gian bằng việc lập kế hoạch, chi tiết cụ thể hơn để biết tập trung việc gì thì bạn sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Tháng 7 âm lịch dễ có mưa bão, sấm chớp, do đó đi đâu cũng nhớ chuẩn bị trang phục phù hợp, nhất định vầy tránh việc dầm mưa, giải nắng. Nếu không bạn sẽ dễ bị ốm và nhập viện, âm khí tháng cô hồn gia tăng, nên hãy tìm cách giữ cho cơ thể ở trạng thái ấm hơn, không nên quá mát, quá lạnh. Tiếp theo là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 âm lịch này, vận trình tài lộc lên bổng, xuống trầm mới đó thực thần trao cho vận may tiền bạc lớn bất ngờ, bản mệnh cũng nhanh nhạy nắm bắt được. Nhưng nguy cơ phá tài, hao lộc có thể đến bất cứ lúc nào khi mà kiếp tài vẫn đang rình rập xung quanh chờ thời cơ phá hoại. Công việc của bản mệnh trong tuần về cơ bản khá ổn định, không có nhiều biến cố xảy ra trong khoảng thời gian này, bản mệnh cũng đang làm rất tốt việc của mình và được cấp trên đánh giá cao. Chính quan cho thấy, cấp trên khá ưu ái và dành nhiều cơ hội để phát triển cho con giáp này. Tuy nhiên, tới cuối tuần có thể xảy ra chút rắc rối trên chặng đường công danh phía trước. Thiên quan báo thị phi sắp ập tới, kẻ xấu đơm đặt chuyện sai lệch với sự thực để đe dọa phá hoại thanh danh của con giáp này, cần vững vàng tinh thần để đối phó với những thủ đoạn của kẻ xấu kia. Với người tuổi Tân Hợi, tuần này tràn đầy những sóng gió, đường tình cảm duyên phận ngặt nghèo, bách việc trợ lực đào hoa, nhưng đào hoa vượng lại biến thành đào hoa dữ. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Sửu. Màu sắc may mắn, xanh lá, tím. Con số phát tài, 97, 03, 54. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Tân Hợi trong tử vi tuần từ 8 cho đến 15 tháng 7 2023 có chút may mắn hơn so với những con giáp khác. Thiên đức quý nhân cho cơ may phát tài, phát lộc, thăng quan, tiến chức. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì con giáp này có thể tiến rất xa trong tuần này. Công việc được quý nhân giúp đỡ, dù có những trắc trở và khó khăn, không tránh khỏi những vận gặp hung hóa cát, giành được mục tiêu đã định. Chính quan trợ vận,
bản mệnh phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình và có được những hướng đi mới trong tương lai. Tài vận sáng bản mệnh chẳng những thu nhập từ công việc chính ổn định, mà nếu bung ra làm kinh doanh thì cũng được các thần hỗ trợ, nâng đỡ cho vượt qua những khó khăn lúc ban đầu. Thực thần che chở, song bản mệnh đừng quá ỷ thế được các thần giúp đỡ mà không chịu cố gắng, bởi chẳng có gì tự nhiên mà có đâu. Đường tình duyên có phần khởi sắc nhưng chưa được rõ rệt cho lắm. Quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Sửu, Thìn, màu sắc may mắn, tím, trắng, con số phát tài, 56, 08, 99. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 7 âm lịch. Với người tuổi Tân Hợi, tử vi tuần mới hung cát đang xen, có nhiều điều khó nói trước là hung hay cát. Mặc dù tử vi cát tinh trợ lực sự nghiệp thăng tiến, song có vẻ hung họa vẫn còn rất nhiều, kéo vận trình công danh của con giáp này càng ngày càng thêm sa sút. Vừa gặp thiên quan chưa ứng phó xong với họa tiểu nhân, đã gặp phải thương quan, bản mệnh điêu đứng vì không tìm thấy lối thoát cho mình trong vận trình tuần mới. Có lẽ người tuổi Tân Hợi phải xem xét lại chính bản thân mình, làm việc nghiêm túc và cẩn trọng hơn để tránh những sai sót có thể xảy ra, cũng như hạn chế bị tiểu nhân bắt thóp. Tài lộc trong tuần này của người tuổi Tân Hợi bù lại rất nhiều, lộc lá nhiều không đếm xuể, trong những thu nhập chính có phần tăng, thu nhập phụ ngoài luồng của bản mệnh cũng có những tín hiệu đáng mừng. Thêm vào thực thần luôn ở bên che chở, nên dù là người làm công ăn lương hay người buôn bán, cũng chẳng lo thiếu tiền tiêu. Đường tình duyên kém sắc đào hoa phai màu, người đã có gia đình thì mãi mê với chuyện kiếm tiền, mà buông lơi việc quan tâm, chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Quý nhân, Thân, Tỵ, tiểu nhân, Sửu, Mùi, màu sắc may mắn, vàng, nâu, con số phát tài, 31, 50, 79. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến 30 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Tân Hợi, tử vi tuần này hung vận lấn át, điềm báo chẳng lành có thể xảy ra. Tuy nhiên, đường tài vận của con giáp này lại khởi sắc rực rỡ, xứng đáng là điểm sáng khiến cho bản mệnh không khỏi mừng vui sau những nỗi buồn về công việc. Chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, túi tiền của bản mệnh chỉ đầy, chứ không vơi vì tiền bạc vào nhiều không kể xiết. Dù là dân văn phòng hay giới kinh doanh, cũng sẽ có được cơ hội kiếm tiền khá lớn. Có điều, trong tháng có hung tinh tiểu hao, đừng tiêu xài phung phí quá mức, kẻo phí hoài công sức kiếm tiền. Công việc khá suôn sẻ, vào thời điểm đầu tuần khi mà ấn quan tương trợ, hiệp sức cùng giúp cho bản mệnh hoàn thành công việc như dự định. Nhưng có chút vấn đề xảy ra khi bắt đầu từ giữa tuần và thăng bằng trong công việc của bản mệnh bị phá vỡ, có nhiều chuyện xảy ra khiến bạn không kiểm soát được công việc như mong đợi. Tình duyên trong tuần này không có gì thay đổi, cuộc sống lương duyên êm đềm và hạnh phúc. Nhưng nếu sinh vào những tháng còn lại của lịch âm, thì tình duyên sẽ có sự thay đổi từ 2 đến 3 lần, khó mà đạt được cuộc sống êm đẹp một vợ, một chồng. Quý nhân, Dần, Tuất, tiểu nhân, Ngọ, Dậu, màu sắc may mắn, hồng, cam, con số phát tài, 30, 04, 46. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong tháng 7 âm lịch, đón vận may tài lộc, vượng phát đủ đường, địa vị nâng cao, giàu sang phú quý, người người ngưỡng mộ. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, người tuổi Tân Hợi sinh thời điểm này trong năm thông minh mà hiền đức, là người có địa vị được tôn trọng nể vì, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới có thể làm nên đại nghiệp. Sinh vào tháng 1 âm lịch trong năm, tuổi Tân Hợi có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước, biết sau, kính già, yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm. Sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên con giáp này có rất nhiều bạn bè, có mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng. Họ còn có khả năng lãnh đạo nên dễ dàng đạt nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh tháng 2 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Tân Hợi theo tháng sinh, người sinh vào tháng 2 âm lịch trùng với tiết Kinh Trập, đa phần dễ làm nên thành công vang dội, địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi Tân Hợi là người có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng cao nhã, không hề thô tục. Đây là người vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống,
yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì tuổi Tân Hợi sinh tháng 2 âm, chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm là tiết thanh minh, người tuổi Tân Hợi có tháng sinh này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh. Tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 3 âm lịch, luôn tạo áp lực cho chính mình hay vất vả chạy vậy ngược xuôi, nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết bạch lộ, tuổi Hợi sinh tháng này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc, giàu sang nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm, số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.